Mình đang ngồi mình sửa ba cái đầu kỹ thuật số cho một cái khách hàng của một cái bác lớn tuổi ấy. Nó cứ hỏng cái này họ mua cái kia, cuối cùng cả ba cái cùng hỏng nên đem đi sửa. Thì cái mình đang cầm ấy thì cái HT Book này thì nó hỏng nguồn nên mình đã sửa được rồi, lên ok rồi, bắt sóng VTV1 hôm nay này bắt được ngon lành rồi, hay là sóng là ok rồi các bạn ạ. Con này thì chỉ phồng tụ thôi, phồng tụ 1000 mi lọc nguồn 5V ra thôi, nếu mà nhé thay cái là được luôn. Chả bấm được phím nữa, phím hỏng hết rồi, chắc là họ bấm điều khiển các bạn ạ. Ok rồi, quê mình vẫn dùng rất nhiều đầu kỹ thuật số DVB-T2 này nhá. Nhiều người bảo là đây là đầu lậu, không phải đầu lậu đâu, đây là cái đầu mà nó sẽ bắt cái truyền hình số mặt đất. Như Việt Nam trước là phát truyền hình analog ấy, nhưng bỏ analog và chuyển lên truyền hình số mặt đất là DVB-T2 đấy các bạn ạ. Thì tiếp theo cái ngay này này thì mình vừa mới thử thì nó lên bình thường và nó nằm ở vị trí như thế này luôn đó. Đây là chúng ta sẽ chờ VTCT205 nhé, nó báo đúng là nằm ở vị trí này luôn, thế là mình cũng dò thử cứ không ra được cái kênh nào cả. Đây nhá, mình chuyển sang dò kênh như này đấy, có nút ok ở đâu nhỉ, đây đi. Đấy, nó dò nhưng nó chả ra được kênh nào cả, cứ để cho nó dò nhá. Ở đây họ có cả điều khiển hết ở đây này, điều khiển này VT, đây là mình chính là mình làm đấy, VTVT2 chính là cái điều khiển độc lạ này này nhá. Họ vỡ hết vỏ nên mình có lấy cái bên bên trong thì mình lắp xong cái vỏ mới nên nó hơi độc lạ một chút, nên cái điều khiển của nó không phải như này đâu. Con này thì có adapter rời ngoài 5V bên ngoài. Đây nha, đang dò tiếp nhá, không ra được kênh nào đâu các bạn ạ. Nó dò đến 100% rồi kìa. Nên để xem nó hỏng cái gì. Thực ra là nhà cái chú này là họ có hai cái đầu, hai cái tivi là dùng hai đầu. Còn cái vừa sửa trước là hỏng từ trước rồi. Còn hai cái đầu này nó đang dùng này. Đấy, không dò được và nó ra được như kia luôn nhé mọi người nhé. Không dò được kênh nào cả. Con đầu này thì bé tẹo tí. Rút điện. Thông thường ấy là khi mọi người không bắt được là mọi người hay lay là cái chân này nó lỏng lắm, nên xử lý cái chân trước. Nó rất là lung lay luôn. Cái màn hình vừa bị chạm vào cái hôm nào tháo nốt cái cảm ứng này ra, không cần cái cảm ứng ấy nữa. Nó lỏng cái này, đôi khi nó tiếp xúc tốt nó không dò được ấy, nên thử phát như này xem có dò được không đã. Rồi tính tiếp nhá. Hàn giữ nó lại này. Đấy, bộ hàn này vẫn tản nhiệt ra để hàn nấu nó được. Đây này, cho mọi người xem. Ôi giời, hết cỡ. Đây là ngấu hết rồi các bạn nhé. Thế thôi. Nhiều trường hợp thì có nhiều người thì họ lay đến gãy cả cái chân giữa, nhưng mình cảm giác cái chân này đang chân giữa này nhưng chưa gãy, vẫn còn nguyên nên cứ đẹp thôi. Để vào lại thử xem được không. Không được thế rồi. Nó lỏng hết nhỉ. Cho nó cong lại đi. Hôm nay này thử lại VTV1 bắt được rồi, tí lại xuống dò nhà dưới vậy. Lại dò thôi. Xem có ra được kênh không nhá. Quốc gia Việt Nam, dò kênh, ok. Cái này cái bọc nhiễu thôi, bắt số thì thôi chả cần bọc. Tí nó vẫn nắp vào mà mọi người. Thế nó dò nhanh kinh, nó dò cái nó đã đến kia rồi. Chả ra được kênh nào rồi các bạn ạ. Con này 5V ra chuẩn nhá. Nhiều trường hợp ra 5V như này là không, nhưng không kéo được tải.
là do tủ phòng ấy, nên mình có một cái bóng đèn này mình hay test này. Nó đâu mất rồi cái bóng này. Test được là ok. Đấy, đích test được các bạn nhá. Không kéo được cái bóng này luôn. Như vậy là nguồn lỗi nhá. Chắc lại phòng tụ thôi. Nó cái sửa. Con này coi như là không bắt được kênh rồi, để tí sửa tiếp. Nhá mọi người nhá, để xem có sửa được không. Hay là lém rác. Đầu này mấy anh Facebook, trên Facebook thì toàn ra bán 20.000, 30.000. Họ mua sắt vụn đấy các bạn ạ. Quê mình vẫn nhiều người dùng lắm. Con này bây giờ phải kiểm tra cái này đã. Ai à, chặt kinh. Bộ nguồn ngày xưa mình độ đúng luôn. Bộ nguồn này nó chạy con IC nguồn TSX203H, mình từng sửa bị cái này bị nhiễm sét hay bị gì ấy. Đây này chúng ta sẽ nhìn này. TSX203H nha, con này là bên trong nó rất là đời, rất là cổ rồi. Con này bên trong không phải VIP giống Viper 12A, là bên trong là có nó là con MOSFET công suất đâu, mà nó là BJT đấy các bạn ạ. Ngày xưa mình sửa mình còn lắp thêm này, tụ chống sét, tụ bọc nhiễu rồi đặt đấy, mà hình như là bị nhiễm sét. Và cái này mình lấy đâu ra nhỉ? Tài thế nhỉ. Nhưng cắt ở mạch nó ra ấy. À không phải đâu, adapter này nó cắt như này, nó cắt nó lắp như này. Nếu mà bên Trung Quốc họ sản xuất adapter hoặc bên Việt Nam họ sản xuất thì họ lắp như này luôn. Đó. Và cái ban bây giờ thì nó tụ phòng như này các bạn. Thay tụ là được nhá. Chờ mình thay luôn. Đây là những cái ban rất dễ. Các bạn mà vọc vạch thì hỏng hách ở nhà, các bạn có thể tự mở ra các bạn thấy được. Con tụ này có giá trị của nó là 1000 mi và là 470. Các bạn nhá, như đây mình xem này, tụ của nó là 10V 470 mi nhá. Thì chúng ta thay 1000 mi cũng được, chúng ta thay có khi thậm chí chúng ta thay cái tụ dung lượng 220 mi vẫn được, nhưng mà điện áp phải tầm 10V đổ lên, không thì nó sẽ chết nhá. Nó sẽ bị xung đỉnh của nó cao, tôi nghĩ nó sẽ chết các bạn ạ. Đây mình đang tìm một con tụ để mình thay. Rồi bới trong cái khay tụ này, này. Được con là 25V 470 mi. Mọi người ạ, 25V 470 mi của Daewoo. To hơn đấy, con này nó to hơn. Nó nắp được hết. Những cái bộ nguồn xung công suất nhỏ này mình không hiểu sao những cái sạc xe đạp điện, à những cái adapter của điện thoại thì nó không bị phồng tụ đâu, mà sao những cái nguồn là 5V 2A hoặc mấy A này ở những cái adapter của đầu cái đợt số này rất nhanh hỏng, kéo theo kiểu bị phồng. Không phải nhanh hỏng, nó họ thực ra họ ở nhà ấy là họ cũng không bao giờ họ rút điện ra đâu, họ cứ cắm 24/24 ấy, nên nó sẽ khoảng bao lâu thì mình không rõ là con này mình sửa bao lâu rồi, nó sẽ đến được thời gian ở đây nó sẽ bị phồng nên mà nó lỗi. Đây là test thử đã, nó lên được thì bắt đầu mình sẽ lắp ấy nó sau, lắp vỏ nó sau để chuyển sửa con kia. Đấy nha, bây giờ test thử xem nó kéo được cái bóng 12V 20W. Tất nhiên là cấp 5V thì nó sẽ không thể nào mà đủ được nhá. Đấy, nó đã kéo được rồi. Các bạn thấy chưa? Tụ lọc nó đã ok, nó đã kéo được rồi, nó ok rồi. Thì như vậy là cắm vào con này nó sẽ chạy được. Trắng là tiếng. Đó, ok nhá, cũng VTV3 kìa. Như vậy là bắt được các kênh rồi. Ngon lành. Thôi để bắt đầu sửa xem con kia mất sóng em có sửa được nó lốt không các bạn nhá. Mình lắp hoàn thiện cái này đã để mình chuyển sang con kia. Mình vẫn tìm được một cái điều khiển đúng nó luôn của cái model này luôn. VTCT205 này. Rồi một thời nhà quê mình nhiều nên mọi người tìm nhiều. Đôi khi con này phải có điều khiển mới dò được. VTCHD02 này của nó luôn nhá. Đây này. Đó. Bây giờ thử khu vực cài đặt gốc thử xem thế nào. Acid ra đâu.
ở đây, acid ở đây, menu chỉ kênh miễn phí này, cứ khôi phục cái đã, mặc định này, 1 2 3 4 5 6 con số 0 không phải à? Đơ luôn các bạn ạ, đơ luôn rồi, chả bán được cái gì nữa cả, chán không? Đây này, lỗi room rồi, acid rồi nào, ở đấy acid được, nhưng mà là không phải là đơ, mà có khả năng là không phải mã như thế, nhưng mà nó toàn số 0 hết như thế mà các bạn, 1 2 3 à không, nhiều con thì nó là 1111 các bạn ạ, 1 2 3 4 5 6 đấy, sai mật khẩu, như vậy là 000 là đúng các bạn ạ. Vào acid này, 1 2 3 4 5 6 đúng rồi đây các bạn ạ, nhưng mà chỉ được thế này là khôi phục ok rồi. Nó đơ một tí này nha, đánh nha, nó phải sập đi, nó khởi đạn, nó về mặc định cơ, nhưng nó đơ rồi. Lại dò lại không được, mình sờ con chip này nó rất là nóng, bởi vì khi nó chạy con này rất là nóng, nên thực ra những cái hôm nay thử phá ban thôi, thực ra sửa được 2 con cho người ta là ok rồi các bạn ạ. Thử phá xem ra ban được không, bắt sóng được cái này không. Đây này, đây là cái đầu phá của mình nhá, Pentasat này. Con này ngày xưa lỗi rôm nhưng không kiếm được rôm, phải bỏ này. Con IC hộp kênh của nó giống hệt nhau luôn, để mình đọc thử. Do được rồi. Thì như vậy là reset được luôn. Nhiều trường hợp nó bị treo đấy các bạn ạ. Nên dò loạn nên không được là chúng ta vào xuất xưởng là được. Mình đang tính mình đang thay con IC nhá, nếu mà không dò được ấy, đã dò được ra rồi kìa. Con IC này nó ghi chữ MN608 nhá. Thì đây cho mọi người xem, con này cũng MN608 này. Nó thông dụng nhau lắm. Dù là hãng khác nhau nhưng mà nó vẫn là của nhau thôi, vẫn là copy như nhau thôi. Chả nhìn nổi. Đó, MX608 nha, nó giống hệt nhau các bạn ạ. Con dưới cũng thế mà. Nhưng mà nó dò được rồi, nhưng nó dò ít kênh các bạn ạ. Nó dò được có, nó được có 14 kênh nha, như vậy nó bắt yếu nhá. Bây giờ mình sẽ thử xử lý cho nó bắt khỏe, là nó bắt được đủ các kênh không nhá. Đây là những kênh khỏe nó bắt được thôi. Đấy, chờ mình thử nghịch ngợm phát xem nào, xem phá ban nốt được nó không. Lâu lâu không khò, nghịch ngợm chút nha, gọi là nghịch ngợm đi, sửa chữa nhiều khi biến tấu nghịch ngợm nữa, nó lại kể cả nó chẳng bắt được kênh nào thì thôi mình cũng kệ. Mình sẽ thay thử con chip nhá, nhớ ngày xưa thay PA, thay IC công suất, gọi là IC PA của điện thoại di động ấy, vì nó dán khó quá, khó toàn chết đấy các bạn ạ. Con này lưng của nó hình như cũng có tản nhiệt đấy các bạn ạ. Để đúng chiều rồi. Tháo ra trước đã các bạn ạ. Đó, đã tháo ra nhá. Để lên đây. Để đúng chiều nhá. Ngược chiều này, đấy nó đang dính đấy, cẩn thận nó ngược chiều là không biết chiều nào đâu. Đã ra nhá. Loại bỏ nó đi. Tiếp tục khó này ra để xem nó có bắt được nhiều kênh không. Nhiều khi ngày xưa nhiều khi chỉ cho mỡ vào và đá bên trong này, đá hết linh kiện đi thì nó lại bắt được bình thường, bởi vì con này khi chạy chip nó khá là nóng mà. Thực ra cái trị giá cái đầu kỹ thuật số này nó chả đáng bao nhiêu, mình sửa được 2 cái thì người ta đã ok rồi, và người ta có 2 cái tivi mà. Nhưng mình cũng muốn nghịch ngợm một chút để sửa lốt xem có được không.
Đây là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm sửa từ thời ngày xưa đấy. Kho IC ra như nào này, thay thế nó ra sao. Đó, đã ra là con đấy nhá. Con mới đây. Đặt nó vào thôi. Không khò cho nó bám, không tức nó lựa về vị trí chuẩn nó luôn. Cứ để gần gần thật chuẩn một chút đã các bạn ạ. Biết mọi người có nhìn được cái gì không? Mình thì đang cố chú tâm vào mình làm nó thôi, chứ mình cũng chả nhìn được cái màn hình là nó quay được cái gì cho các bạn. Giả sử như có một cái người ta đang làm, người ta đang quay ấy, thì sẽ dễ hơn khi mà mình tự làm. Hơi bập bênh. Điều này dễ không bắt được kênh nào nữa rồi đó các bạn ạ. Cũng được mà. Hơi lệch một chút. Ấn thật mạnh ở giữa. Khò và giữ. Chả biết nó có bám được cái chỗ nào. Kệ nó thôi. Có một con chăn đệm này, nhưng mà con chăn này ngày xưa nó chết này, bây giờ chẳng biết nó chết không, tí thử. Từ thời làm điện thoại di động là mình luôn có cái này xịt để làm khô, làm mát các bạn ạ. Chả thêm rửa nữa, cứ để nguyên nữa để mình thử luôn luôn nhá, xem nó có bắt được kênh nào hay là lém nó đi nhá mọi người nhá. Đây là cái đồ không sửa được là bỏ đi mà. Đây là con chip vừa nãy này. Đấy, nguội rồi. Bắt đầu nhá. Bắt đầu bắt sóng thử nhá. Nóng đáo để đấy các bạn ạ. Như thế đi. Ghim điện này. Nguội chưa? Nguội rồi. Ghim điện này. Lên nè, đã lên. Nó vẫn có kênh đấy, bởi vì bộ nhớ nó vừa lưu, vẫn có lưu được, vừa nãy dò vẫn có kênh đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Nên mình sai thay chuẩn ghê, có việc gì đâu. Các bạn ạ, nó vẫn có kênh, vừa nãy dò được 14 kênh mà. Đấy, IC thay rồi nhá, thay chuẩn nhá, vẫn bắt bình thường nhá. Nhưng bây giờ để xem nó có bắt được kênh nào nữa không nhá. Melu phải bắt được VTV chứ, mọi người xem VTV nhiều lắm. Đấy, để xem nó có ra được không nhá. Lót nhanh thế nhỉ, cái đoạn kia lót phát lên kia luôn. Kiểu gì nó vẫn ra được 14 kênh vừa nãy nhá, bởi vì mình đã thay con IC này nhưng mà mình thay vẫn được nên nó vẫn nhắc. Đấy, bắt đầu VTV rồi nhá, VTV 5 kìa, VTV 4 kìa. Hay chưa? Sửa mới chữa buồn cười ghê. Vừa nãy nó bắt được có 14 kênh rồi và các kênh sóng khỏe rồi. Bây giờ là và nó không có VTV. Và nhìn mình nhìn thấy có VTV rồi kìa. Và để xem nó dò tiếp. Nó lâu lâu rồi nó chờ nó bắt sóng được nhiều hơn nhé mọi người nhá. Đấy, chúng ta thấy không? Khò IC thay chuyện bình thường, nhưng chả biết là con này có chết không. Tôi cũng ném nó đi, chả cần nó nữa, bởi vì là mình toàn những cái bò sát, những cái bò sát bỏ đi này. Bán đi, bắn sắt vụn hoặc lấy linh kiện, nhưng có cái gì đâu mà các bạn ạ. Đấy, lên được 47 kênh rồi kìa. Nghe thay chuẩn nhá. Đấy, kiên đấy, sửa chữa đấy. Một thời tay nghề thay chip nên nhiều ông cứ thay con MMC800C, nhiều ông cứ thay cứ sợ lỗ men, những thằng Suli còn nâu đã lỗ. Cái thằng tàu này nó mới đến lỗ này.
ngày xưa sửa điện thoại tàu á, nhiều khi khó nó toàn phồng lên này, chán lắm. Do chất lượng nó kém, tàu chất lượng nó kém, chứ lại nó toàn là chi phí giá rẻ. Còn sò khó mấy thằng Nokia chả bao giờ khó, chả bao giờ phồng luôn. Nhưng mà khó phải có mẹo đấy nhá, nhiều khi còn khó cả dưới cho nó đủ nhiệt, sau đó mới khó trên đấy, chứ còn khó phát được ngay đâu. Được 69 kênh các bạn ạ. Nó có VTV rồi mà. Đây VTV 4 này. Quan trọng là người ta hay xem là 123. Đây VTV 1 đây. Em xong sóng này có khỏe không này, tí xuống dò cho nhà dưới. Nó chả có cái chế độ input đâu nhỉ. Input để xem sóng ấy. Đây là cái gì ấy? Chả biết nó ở đâu nữa các bạn ạ. Nó có một phím input để kiểm tra mức sóng mà. Phím này con này không có sao ấy. Cái này là cái gì ấy? Này, cái khiển này khi nó không chuẩn. Đây là nút này, nó nút gì đây? Chả biết được. EPG này là cái gì ấy? Thôi bắt được là ok rồi nha các bạn nhé. Lắp hoàn thiện thôi. Đấy, chả cần hộp bọc nhiễu, nó cũng bắt bình thường. Như nói ra thì bảo là con IC này có vấn đề, nên dẫn tới là nó không bắt được kênh. Hoặc là do có một cái linh kiện nào đó trong cái khối này này mình có khò lại nó bám nhá. Nhưng mà đặc biệt là mình đã khò thay IC, và IC hiện tại mới đang lắp trên này đang bắt bình thường. Thôi mình đi tắm giặt đây, tối rồi, video kết thúc. Chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người xem những cái video mình làm vui vẻ, và có bạn nào làm nghề thì học hỏi được những cái hữu ích nhá. Chào các bạn.